cơm chiên. Cái chết của con gái báo hộ Thanh đã ứng nghiệm cho lời nguyền hơn 10 năm trước. Con gái người yêu quý sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi khi ăn phải thức ăn yêu thích của ta. Thưa thổ địa, hôm nay con thỉnh ông về đây ở với con. Ông phù hộ cho con mua mai bán đất à. Sao vô nhà con được vậy? Ngươi mời ta về đây, ngươi còn hỏi ta cái gì? Cô ơi! Anh với tôi hả? Tôi chết rồi. Má ơi! Cứu con! Đúng là duyên trời định. Mối duyên kỳ lạ với chàng trai nghèo tốt bụng sẽ giúp tiểu thư thoát khỏi lời nguyền đó ra sao? Người và ma là không thể sống chung với nhau được. Mời quý khán giả đón xem câu chuyện Đắc Tội Thổ Địa được phát sóng vào lúc 19:15 thứ hai, thứ ba, ngày 12 và 13 tháng 2 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1.